15 câu hỏi cũng như tất cả ai đứng ra là triệu phú. Ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi số 1. Câu trả lời cuối cùng của bạn là D. Câu trả lời đúng của chúng tôi là A. Cảm ơn bạn đã đến với chúng tôi và chúc bạn. Ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi số 1. Câu trả lời cuối cùng của bạn là D. D, đó chắc chắn là câu trả lời đúng rồi.